For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Phi Thanh Vân mời nghệ sĩ nhân dân Việt Anh đóng phim Đấu Đá Gia Tộc. Thưa quý vị và các bạn, Phi Thanh Vân nhấn mạnh mọi phim do chị sản xuất đều hướng đến triết lý người thiện sẽ chiến thắng, cái ác phải đền tội. Sau phim chiếu mạng Tiểu Tam Vô Hình, Phi Thanh Vân tiếp tục ra mắt phim Bí Mật Gia Tộc có nghệ sĩ nhân dân Việt Anh, diễn viên Nguyễn Xuân Hiệp, diễn viên Đặng Nguyễn Đức Thuận, hoa hậu áo dài Thúy Hằng, người mẫu Phương Thảo. Sản phẩm gồm 10 tập, mỗi tập 20 phút, xoay quanh cuộc tranh đoạt tài sản địa vị của ba anh em cùng cha khác mẹ trong một gia đình thượng lưu. Theo diễn viên, nhà sản xuất Phi Thanh Vân, 10 tập phim dựa trên 8 câu chuyện có thật cô từng chứng kiến. Ý tưởng chung của cô về nhà đầu tư Andy Hoàng được đội ngũ biên kịch hoàn thiện, kịch bản gần gũi, đời thường nhưng hấp dẫn. Ngoài chuyện đấu đá gia tộc, phim có nhiều diễn biến giật gân như vụ án buôn lậu, buôn ma túy, bắt cóc, dàn cảnh tai nạn. Tôi thích làm phim tâm lý xã hội, lồng ghép thông điệp nhân văn về luật nhân quả. Ở đó, cái ác phải đền tội, người thiện sẽ chiến thắng. Theo Phi Thanh Vân, cô đề cao thông điệp về tình cảm gia đình. Theo đó, gia đình luôn có những cuộc chiến, nhưng sau tất cả vẫn là nơi để trở về. Sự đoàn kết gắn bó của gia đình mang đến sức mạnh phi thường. Đọc thông tin mỗi ngày trên báo đài, gặp không ít chuyện đau lòng. 8X muốn làm phim để truyền tải bài học thức tỉnh, hướng người xem đến thái độ sống đúng. Phi Thanh Vân tiết lộ, mỗi phim cô sản xuất đều dành một số vai nhất định cho các nghệ sĩ gạo cội có hoàn cảnh khó khăn. Tôi vui khi thấy các cô chú hạnh phúc thế nào ngày trở lại phim trường, lại có thêm thu nhập. Bên cạnh đó, sản phẩm đề cao tính nhân văn từ nội dung đến đời thực, diễn viên chia sẻ. Một điểm thú vị khác, phim quy tụ dàn diễn viên thuộc ba thế hệ, trong đó nghệ sĩ nhân dân Việt Anh là thầy của Phi Thanh Vân, diễn viên Xuân Hiệp là người thầy đạo diễn Nguyễn Thanh Nam. Còn 4 diễn viên nhí, Bảo Long, Quốc Anh, Tâm Như, Khánh My là học trò của Phi Thanh Vân. Trong phim, Phi Thanh Vân vào vai tiểu thư nhà giàu làm chuyên gia tâm lý, giống phim trước, Tiểu Tam Vô Hình. Phim Bí Mật Gia Tộc đang trong giai đoạn hậu kỳ, dự kiến phát hành vào tháng 3 năm 2024 trên sóng truyền hình và Internet. Về cuộc sống hiện tại, Phi Thanh Vân tự thấy khá viên mãn, theo cô là kết quả của quá trình vun vén, thành công hạnh phúc như hạt mầm, phải thường xuyên tưới tắm chăm sóc. Trong cuộc sống, tôi cố tránh xa những con người và môi trường độc hại, tiếp xúc nhiều hơn người tốt để nhận năng lượng tốt, câu cho hay. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất liên tục được chúng tôi cập nhật trong nước và quốc tế diễn ra trong 24 giờ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh News 247.